Cũng tại thường ngày, chú hai nói nhiều, giờ thì hay rồi, gây ra họa lớn. Em thì ít nói à? Em cằn nhằn cái gì? Đừng cãi nhau nữa, phiền chết đi được. An Hân, em định thế nào? Còn có thể thế nào? Đi theo anh ấy thôi. Chị, đừng nói nữa, nói gì cũng vô ích. Chị xin thôi việc rồi, thu dọn một chút là lên đường thôi. Có cần giúp đỡ gì không? Không có gì. Có một số thứ không chuyển đi được, e là phải chuyển về đây. Được, cứ chuyển về đây. Mẹ ơi! Được rồi, đừng khóc nữa. Ôi mẹ ơi, thế là cô cũng về rồi. Đức Hoa đâu? Đức Hoa đi rồi, về quê rồi. Có điện báo là mẹ chồng cô ấy ốm sắp chết. Cái gì? Về quê ư? Cô ấy đi lúc nào? Chiều nay đi rồi, không kịp báo cô. Có cần vội đến thế không? Báo một câu cũng không báo. Tất nhiên phải vội chứ, người ta sắp chết rồi mà. Ai gửi điện báo đến vậy? Hỏi em đấy. Là giải phóng quân. Một anh giải phóng quân mang đến. Chị nhìn thấy à? Tôi nhìn thấy mà. Chị không đùa em đấy chứ? Tôi không đùa đâu, thật đấy. Cô không tin cô về nhà xem. Không còn quần áo của Đức Hoa nữa. Bệnh nặng gì chứ? Lừa người khác ư? Ai lừa? Chúng tôi không lừa nhá. Có lừa hay không? Em đến phòng thông tin kiểm tra điện báo là biết. Kiểm tra? Cô định làm gì? Kiểm tra điện báo gì? Kiểm tra điện báo xem có lừa người ta không? Xem rốt cuộc có điện báo hay không? Đi nào, Quốc Khánh. Điện báo. Vào ngủ đi. Anh làm gì mà nhìn em như vậy? Rốt chưa? Có điện báo không? Không có phải không? Nếu cô ấy đi kiểm tra điện báo thật thì làm thế nào? Em nghĩ cô ta dễ lừa thế à? Hai người mà lừa được cô ta ư? Không lừa thì làm sao mà xử lý được cô ta? Chị dâu Đức Hoa, làm sao cho cô ấy đi được? Đức Hoa đi được sao? Đi thì cứ đi thôi, quang minh chính đại mà đi. Sao phải bịa chuyện lừa người ta? Đức Hoa muốn giúp anh trai cô ấy, ép chị dâu đi tìm anh trai cô ấy. Chuyện này là ý tưởng của em phải không? Em đâu có nghĩ ra được. Em mà nghĩ được thì đã bảo Đức Hoa làm từ lâu rồi. Có phải đợi đến hôm nay à? Là ý tưởng của Bí Thư Dương, vợ của hiệu trưởng. Biết ngay mà. Em mà lại nghĩ ra được cách hay vậy sao? Gừng càng già càng cay mà. Người phụ nữ đó không đơn giản. Người phụ nữ nào không đơn giản? Anh nói vợ của hiệu trưởng không đơn giản. Anh bảo nếu cô ấy đi kiểm tra điện báo thật thì em phải làm thế nào? Kiểm tra thì kiểm tra, người đã đi rồi, còn sợ kiểm tra ra cái gì? Cô ta tinh danh thật. Em lừa được cả anh mà cô ta lại không tin. Anh nghĩ cô ta cũng chỉ là châu chấu sau thu, chẳng nhảy nhót được mấy ngày nữa đâu. Thế anh nỡ để cô ấy đi à? Em nghĩ là anh không nỡ xa cô ấy.
Anh đánh đi, đánh đi, đánh chết em đi cho xong. Em mệt sắp chết rồi. Trái tim anh để đâu thế? Đến nơi thì viết thư về nhé. Chị, giữ gìn sức khỏe nhé. Về đi. Lên tàu đi. Chị. Không sao đâu. Chị giữ gìn sức khỏe nhé. Cứ yên tâm. Từ từ thôi. Đến nơi thì gửi thư về nhé. Em có ổn không? Cũng ổn. Bọn nhỏ đi nhà trẻ có thích nghi được không? Cũng tạm ổn. Tình hình vận động ở cơ quan em thế nào? Sao anh lại hỏi chuyện đó? Em phải cẩn thận đấy. Phải thật kín miệng. Nhà ta không thể có thêm phần tử cánh hữu nữa. Nguy hiểm đấy. Em không thành phần tử cánh hữu được đâu. Cẩn thận một chút vẫn hơn. Ở cơ quan anh cũng có gia đình quân nhân vừa bị quy vào cánh hữu. Gia đình quân nhân không phải là bùa hộ mệnh. Với lại, em rể không có ở đây. Chú ấy cũng không đủ sức. Theo anh, em nên đi theo đơn vị chú ấy. Tránh để người ta lo cho em ở đây. Ai bảo phụ nữ là nhàn rỗi? Ban ngày trồng cấy, ban đêm dệt vải. Chị, cô đến rồi à? Ngồi đi, ngồi đi. Em không ngồi đâu, em đến tìm anh Đinh hỏi chút chuyện. Cô hỏi đi. Anh Đinh, anh biết đảo Tiểu Hắc Sơn không? Tôi biết, đảo đó rất nhỏ. Đầu này nói đầu kia nghe thấy được. Trên đảo còn chưa có nước ngọt. Phải chuyển từ nơi khác đến, điều kiện rất tệ. Sao cô lại hỏi đảo đó? Tôi có người quen phải đi đến đó. Đất thuộc khu vực phòng thủ của tham mưu trưởng Giang, thuộc địa bàn quản lý của họ. Anh ấy có thể chăm sóc người quen giúp cô. Không cần. Không cần anh ấy chăm sóc. Tôi về nhé. Làm phiền anh rồi. Cô ngồi chơi đã. Cô ấy nói về ai đấy? Làm sao anh biết được? Em cứ tưởng là anh biết. Em đừng có sinh sự vô cớ. Ban ngày trồng cấy, ban đêm dệt vải. Em làm người câm cho xong. An Kiệt, cô vào đây một lát. Sau này cô nói năng phải chú ý chút nhé. Không thể chuyện nào cũng nói được đâu. Nếu không nhờ bí thư Dương nói đỡ cho cô thì cô đúng là phản rồi. Bí thư Dương nói đỡ cho tôi như thế nào? Bí thư Dương nói chồng cô ấy đang chấn giữ biên cương cho chúng ta. Chúng ta ở đây quy kết vợ người ta thành phần tử cánh hữu. Thế gọi là làm dao động lòng quân. Đấy mới thực sự là phản động. Bí thư Dương còn nói, nếu giờ là những năm tháng chiến tranh, làm dao động lòng quân sẽ bị xử tử. Cô đi làm về rồi à? Sao hôm nay về sớm thế? Đám dây thừng đó để làm gì vậy? Chị ơi, em sắp phải đi rồi. Cô sắp phải đi à? Đi đâu? Em đi theo đơn vị của chồng, phải ra đảo. Thật à? Khi nào cô đi? Tốt quá rồi.
Cô ngồi nghỉ đi đã. Sao không có tàu chứ? Phải đợi đến khi nào? Phải đấy, đã đợi 5 ngày rồi, sắp 1 tuần rồi. 1 tuần đã kêu lâu. Có người đợi hơn 20 ngày rồi còn chưa có tàu ra đảo đấy. Giờ trên đảo còn không có đồ ăn. Không còn thời gian nữa. Tôi chỉ có 1 tháng để thăm thân. Làm thế nào bây giờ? Có gì lạ đâu. Có người đợi hết cả đợt phép mà còn không có tàu ra đảo ấy. Tiểu Hoàng, chị, hết gió rồi sao tàu không chạy? Tuy đã hết gió, nhưng chị nhìn mưa này, sóng biển chắc chắn rất lớn, không chạy tàu được. Chị đừng lo, có tin tàu chạy tôi sẽ báo ngay cho chị. Được. Mẹ ơi, con sợ, không sợ, không sợ nhé. Con trông em để mẹ đi đóng cửa sổ, đừng sợ nhé. Mẹ ơi, con sợ. Ngoan. Ngoan nào. Mẹ ơi, con sợ. Không sợ. Không sợ. Ai đấy? Chị ơi, tôi, Tiểu Hoàng đây. Quốc Khánh, trông em nhé. Nào. Trông em nhé. Chị ơi, là tôi, Tiểu Hoàng đây. Đường dây điện bị đứt rồi, tôi mang nến đến cho chị. Cả diêm đây. Cảm ơn cậu. Chị thắp nến cho phòng sáng. Bên ngoài gió như vậy chị đừng sợ. Tôi đi nhé. Cái nơi quỷ quái gì thế này? Chị ơi, chị ơi. Chị ơi. Tôi nói với nhà ăn rồi, chúng ta đến nhà ăn ăn nhé. Được, chị đi cái này vào, bên ngoài mưa to lắm. Được. Còn cái này nữa chị khoác vào. Cảm ơn cậu. Bé con. Nào, mặc áo vào. Nào, để chú mặc cho nào. Nào, chú mặc cho nào. Ngoan lắm. Nào nào, từ từ thôi. Chị ngồi đây đi. Sư phụ Lục ơi, phiền anh cho đồ ăn ra nhé. Được, có đây. Đói rồi phải không? Đáng yêu quá. Cảm ơn sư phụ Lục. Ăn đi nhé. Nào, chị mau ăn đi. Bụng tôi hơi khó chịu, không muốn ăn. Cậu ăn đi, bụng khó chịu ư? Vậy ăn xong tôi tìm bác sĩ đến khám cho chị nhé. Không cần đâu,
Tôi có mang theo thuốc rồi. Tôi có thuốc rồi, cậu ăn đi. Nào nào, ăn đi. Ăn nhiều vào nhá. Chị cho bé này ăn đi. Chị ơi, chị ơi, chị... Biết chị khó ở, tôi bảo sư phụ Lục làm bữa ăn dành cho người ốm cho chị. Cảm ơn cậu. Đừng để nguội nhé. Chị ăn đi, chúng tôi đi đây. Chị ơi, chị ơi, có tàu rồi, chúng ta có thể ra đảo được rồi, có tàu rồi ư, vâng vâng, chị mau thu dọn đi, tôi đi tìm chiếc xe, được. Quốc Khánh, mau, chúng ta đi gặp bố nào, mau lên, nào. Quân Khánh, dậy nào. Chị ơi, chị ơi. Chị ơi, chúng ta đến nơi rồi. Đến rồi à? An Kiệt, xuống tàu đi. Từ từ thôi. Chị đi đi, không sao đâu. Không sao đâu, đưa tay đây nào, đưa tay cho anh. Đi thế nào đây? Đừng sợ, lại đây nào. Không sao đâu, đưa tay đây cho anh. Nào. Nào, từ từ thôi. Rơi mất giày rồi. Được rồi. Tham mưu trưởng, con trai bảo bối của tôi, ngoan lắm. Được rồi, đi nào, từ từ thôi. Sao, giờ trong thành phố thịnh hành đi một giày à? Từ từ thôi, cô vợ này đủ cho tham mưu trưởng mệt đấy. Từ từ thôi, đỏng đảnh lắm. Đừng có động vào em. Anh động vào là em khó chịu buồn nôn. Vậy em ngủ thêm đi. Anh đi tập nhé. Chào, chào. Phòng vệ sinh ở đâu? Em đang hỏi anh đấy. Em hỏi gì? Phòng vệ sinh ở đâu? Phòng vệ sinh sao lại tìm trong nhà được? Đi đại tiểu tiện trong nhà không vệ sinh chút nào, bẩn lắm. Phòng vệ sinh ở bên ngoài. Trong nhà không có phòng vệ sinh.
Anh nói em nghe, ra khỏi cửa rẽ phải khoảng 250 mét. Ở đó phòng vệ sinh nam nữ đều có. Em phải nhìn kỹ rồi hẵng vào nhé. Đừng có đi nhầm. Em không đi vệ sinh nữa à? Hay là anh đi cùng em? Em sẽ đi ở nhà. Em sẽ đi vào chậu rửa mặt. Đừng dùng lung tung như thế chứ. Có bô mà. Đi vào bô ấy. Nước ở đâu? Xin lỗi em, nhà ta không có nước máy. Đây là nước giếng. Anh không nói em còn tưởng đây là nước biển. Nào. Lẽ ra nước này anh phải đi gánh, nhưng giờ anh đi gánh nước không tiện lắm. Sao lại không tiện? Em nghĩ xem, anh đường đường là tham mưu trưởng khu vực phòng thủ, sao có thể ra ngoài gánh nước được? Ý anh là em phải đi gánh nước? Xem ra đành phải như vậy thôi. Ở đây toàn là phụ nữ gánh nước, không có đàn ông nào đi gánh nước, trừ phi phụ nữ có thai bụng to không gánh được. Anh nói xem, em có biết gánh không? Với lại, em có gánh nổi không? Người thông minh như em, có gì mà không học được? Em không gánh được cả thùng, thì gánh nửa thùng một, đừng vội. Nếu thực sự không được, thì anh đành phải đi gánh ban đêm vậy. Giang Đức Phúc, coi như em bị anh lừa cho thảm hại rồi. Phiền chết mất. Sao cứ phát mãi cái nhạc này? Về rồi đấy à? Chào nhé. Bố. Sao em mang nhiều đồ đến vậy? Anh bảo chuyển nhà mà. Người ta cũng chuyển nhà, người ta đâu có nhiều đồ thế này. Xem này, nào chai, nào lọ. Chỉ riêng cốc chén đã nhiều thế này rồi. Người khác sống thế nào em không quan tâm, em phải sống thế này. Em phải sống cuộc sống thế này. Em muốn sống thế nào? Sống thế này, uống nước dùng cốc uống nước, uống trà dùng chén trà, uống cà phê dùng tách cà phê. Sao, không được à? Được, được. Em muốn sống thế nào cũng được, nhưng cũng phải ăn cơm chứ. Em nấu cơm chưa? Anh xem, em bận đến giờ em có rảnh không? Làm gì thì em cũng phải phân rõ chính phủ chứ. Mấy thứ này sắp xếp lúc nào chẳng được. Em phải nấu cơm trước chứ. Em cũng muốn nấu, nhưng mấy thứ trong bếp em không biết sử dụng. Nào, lại đây, anh dạy cho. Con trông em nhé. Đồ lừa đảo. Coi như em bị anh hại cho thảm rồi. Vừa phải gánh nước, vừa phải kéo bể. Đây không phải là cuộc sống nông thôn thì là cái gì? Cậu cả ngủ rồi, chắc là mệt quá. Sao thế? Đây là tín hiệu, sau 15 phút nữa sẽ cắt điện. Cái gì? Cắt điện? Tại sao lại cắt điện? Vì đã phát tín hiệu tắt đèn rồi nên sẽ cắt điện.
Em nhìn anh làm gì? Còn không mau đi đánh răng rửa mặt đi, muộn là không kịp nữa đâu. Nhanh lên. Giang Đức Phúc, lại gọi rồi, con nó vừa ngủ, em gọi cái gì mà gọi? Chẳng nhìn thấy gì cả. Sao giờ em thích gọi thế? Nói gì thì em cũng có lý, nói thế nào thì cũng như anh mắc nợ em. Rõ ràng anh nợ em mà, còn không thừa nhận à? Được rồi, anh thừa nhận. Cho nên anh mới hầu hạ em như vậy. Anh giơ cao lên, không nhìn thấy gì cả. Được rồi. Đèn pin cũng có tín hiệu à? Nó cũng định cắt điện à? Chết tiệt. Hết pin rồi. Em nhanh lên. Làm thế nào bây giờ? Không sao. Nào, đưa tay đây. Còn chưa đi đổ nước. Được rồi, ngày mai hẵng hay. Em đụng vào cái gì đấy? Làm sao em biết được? Nhà anh đặt bẫy còn gì? Nói gì thế? Đây là nhà của chúng ta. Nhà của chúng ta tại sao chỉ mình em đụng phải, còn anh thì không? Anh sẽ bảo vệ em, anh bảo vệ em. Anh làm gì đấy? Đừng động vào em. Đã thắp đèn được chưa? Chết thật, hết dầu rồi. Thế này gọi là cuộc sống gì chứ? Cái này không có, cái kia cũng không có. Sống thế nào được? Sống tạm đi. Bảo em đến thì em không đến. Cũng đành phải sống tạm vậy thôi. Thơm quá. Em liếc xéo trông càng đẹp. Bỏng rồi chứ. Ai bảo anh tiết kiệm vậy? Em nhanh lên đi, sắp hết cả diêm rồi. Sống cái kiểu gì không biết. Thế nên anh mới mong em đến mà. Mong đến làm gì? Em nói xem. Đáng ghét. Xong chưa? Nào, lại đây. Chưa xong, anh làm gì thế? Làm cách mạng. Anh nói với em rồi, anh đúng là phản động. Anh bảo đây là cách mạng à? Cũng là một phần của cách mạng. Anh có thể nói thế, tại sao em không được nói? Bây giờ chúng ta đừng thảo luận chuyện đó. Lại đây nào. Đồ đáng ghét. Anh nhìn em làm gì? Đẹp thật. Rất đẹp. Nhắm mắt vào đẹp. Mở mắt ra càng đẹp. Đáng ghét. Hôm nay em sẽ làm gì? Có thể làm gì chứ? Tiếp tục sắp xếp đồ đạc thôi. Thế mới ra dáng ngôi nhà có bàn tay phụ nữ. Em không phải là phụ nữ nội trợ đâu. Em có công việc. Em đến đây thì làm gì? Sốt ruột gì chứ? Cứ nghỉ ngơi một thời gian đã. Nghỉ thì nghỉ. Có ai không muốn nghỉ ngơi chứ? Bên trái hay bên phải nhỉ?
ở đây mà còn có thể cười được, rõ thật là. Anh nói lời có giữ lời không? Em có ý gì? Ý em là anh nói lời có giữ lời không? Tất nhiên là giữ chứ. Đại trượng phu một lời đã nói, tám con ngựa cũng không kéo lại được. Câu của người ta là nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Anh lợi hại hơn họ. Nào, để anh rửa. Họ là bốn con ngựa, còn anh là tám con ngựa. Em không quan tâm anh mấy con ngựa, chỉ cần anh nói lời giữ lời là được. Anh đã nói gì nhỉ? Anh nói sẽ đi đổ nước rửa mặt, nước rửa chân cho em đúng không? Đúng, anh có nói thế. Anh còn nói có thể đi đổ bô cho em. Anh có nói thế. Sao? Vậy mời anh, bô ở bên trong, anh đi đổ cho em đi. Em quay lại. Vâng, em thực sự không nhịn được nữa. Thì em đi ở nhà xí ấy. Cái nhà xí ấy ư? Đừng nói nữa, buồn nôn lắm. Em nói anh nghe, ở nhà xí đấy có giỏi đấy. To thế này này. To thế nào? To thế này. To thế này này. To thế này đi. Thử sao cũng rất to, cực kỳ buồn nôn. Nó còn suýt bò vào chân em, ghê chết mất. Giờ nghĩ lại, em chỉ muốn nôn. Em yểu điệu như thế này thì sau này sống thế nào được? Những việc khác em đều làm được. Em có thể thắp đèn dầu, em cũng có thể đi gánh nước. Nhưng nhà xí như vậy em không thể đi được. Nhiều người cùng đi một lúc không thấy mùi ư? Họ còn cười nói ở đấy nữa chứ. Ở đó mà còn cười được. Việc đó không tính cũng được. Nhưng còn có giỏi. Giỏi bò khắp nơi. Nó bỏ lên người thì làm thế nào? Sớm biết thế này, thà rằng em ở Thanh Đảo làm phần tử cánh hữu còn hơn đến đây đi cái nhà xí bẩn thỉu đó. Em thật lắm tật xấu. Anh mà biết em lắm tật xấu thế này, thì dù sống độc thân cả đời, anh cũng không lấy người vợ như em. Mẹ ơi, em lại tè rồi. Quốc Khánh à, bố về rồi, bố về rồi đây. Nào, lại đây. Có chuyện gì mà cứ thấy còi hiệu suốt thế? Doanh trại quân đội mà, sống theo hiệu lệnh. Đây là hiệu lệnh gì? Đây là hiệu lệnh ăn cơm. Thế còn vừa rồi? Vừa rồi là hiệu lệnh tan ca. Thế đi ngủ cũng có hiệu lệnh đi ngủ à? Tất nhiên có chứ, gọi là hiệu lệnh tắt đèn. Quản lý lỏng lẻo quá nhỉ. Bắt em tắt đèn là em phải tắt đèn ư? Em có thể không tắt, ai quản lý được em? Em là ai chứ? Nào lại đây. Sống cùng người nhà thật tốt, thật náo nhiệt. Anh thấy trong lòng ấm áp lắm. Anh thấy ấm áp trong lòng, còn em? Sao? Em không thấy ấm áp à? Ấm, em ấm lòng lắm. Cuối cùng em cũng được cùng anh sống cuộc sống nhà quê tốt như thế này. Em đừng có suốt ngày nhà quê với nông thôn. Đây là nông thôn à? Đây là nhà quê hay sao? Đây không phải là nhà quê, không phải nông thôn, thì là thành phố à? Thành phố, thành phố. Suốt ngày em chỉ nhớ cái thành phố của em. Cái tư tưởng hưởng thụ của giai cấp tư sản của em bao giờ mới thay đổi được? Thành phố là giai cấp tư sản ư? Thế thì người sống ở thành phố đều là giai cấp tư sản hết. Mao Chủ tịch cũng sống trong thành phố đấy, mà còn là thành phố lớn nhất nữa. Chẳng lẽ Mao Chủ tịch cũng là giai cấp tư sản? Sao cái tật xấu của em không sửa đi? Cứ nói thẳng ra thế, không chịu suy nghĩ gì cả. Ôi mẹ ơi, cô giàu có quá. Cô phơi cả sân toàn là quần áo đẹp. Nghe nói vợ tham mưu trưởng là tiểu thư nhà giàu từ lâu rồi. Hóa ra đúng là thế. Xem cô kìa, phơi cả sân toàn là quần áo đẹp. Ôi mẹ ơi, tôi có mặc cả đời cũng không hết chỗ này.
Mềm thật, trơn mịn lắm. Thơm quá. Nhiều như thế này. Ôi mẹ ơi, chiếc này còn mềm hơn này. Mịn mượt hơn này. Ôi mẹ ơi. Ôi, đây cũng là của cô à? Hở nhiều như thế này, cô dám mặc à? Ôi mẹ tôi ơi, đây chẳng phải là bộ của nữ đặc vụ trong phim mặc sao? Đây cũng là của cô à? Ôi trời ơi, cô mặc được thế này ư? Ôi mẹ ơi, trong nhà đã sắp xếp xong rồi à? Sao nhà cô nhiều đồ đạc thế? Thật là giàu có. Sao cô bày biện đẹp thế? Ôi mẹ ơi! Sao nhà cô nhiều cốc thế? Tôi có đánh vỡ cả đời không hết. Trong nhà có việc gì cần tôi giúp không? Không có, không có việc gì đâu. Cô đừng khách sáo, dù sao tôi cũng không có việc, rảnh rỗi mà, tôi sắp xếp cùng cô. Không cần, không cần, không cần thật mà. Cảm ơn chị. Cảm ơn gì? Các cụ nói không sai, bán anh em xa mua láng giềng gần đúng không? Vâng vâng. Thế cô có việc gì cứ gọi tôi bất cứ lúc nào nhé. Tôi về nhé, về đây. Người ta sống thế này chứ. Người ngớ ngẩn ở đâu ra không biết. Cuộc vận động chỉnh đốn tác phong cũng thúc đẩy phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế. Tham mưu trưởng, tham mưu trưởng. Chờ chút, chờ chút. Nhà anh giàu có quá nhỉ. Quần áo đẹp phơi khắp cả sân, riêng cốc uống nước cũng dùng cả đời không hết. Cô đến nhà tôi rồi à? Tham mưu trưởng, vợ anh đẹp thật đấy. Đã sinh hai đứa con rồi, mà trời ơi, nhìn cứ như gái chưa chồng ấy. Được rồi, mau về đi, em không sợ mệt à? Mệt, anh có gánh giúp em đâu. Cô ấy giỏi quá nhỉ. Chẳng có cái tài gì, chỉ được cái khỏe. Khỏe còn không tốt à? Phụ nữ khỏe quá cũng để làm gì? Để gánh nước, anh đỡ việc còn gì? Không khỏe cũng phải gánh, chẳng lẽ tôi lại phải đi gánh? Mà vợ anh có gánh được không? Anh có nỡ để cô ấy gánh không? Sao lại không nỡ? Vợ anh gánh nước, vợ tôi lại không gánh được à? Anh đừng vội cười khẩy, đợi cô ấy gánh được nước rồi, anh cười khẩy cũng chưa muộn. Giỏi quá, bố. Quốc Khánh, giỏi quá. Em xem, con trai đã biết làm việc giúp em rồi đấy. Làm việc giúp em, không thêm loạn cho em đã là tốt lắm rồi. An Kiệt, em giỏi lắm. Em thu dọn, sắp xếp nhà cửa gọn gàng như vậy. Nhìn qua thì thấy gọn gàng, nhưng còn nhiều việc lặt vặt lắm, đủ cho em làm một trận nữa. Em làm được, anh tin em nhất định sẽ làm được. Còn cần anh tin à? Đừng cho em ăn canh mê hồn nữa, em không mắc lừa đâu. Xem em kìa, đúng là dầu muối không thấm, mềm không được, rắn cũng không xong. Nào, đưa đây cho anh. Thôi đi, anh đừng có nịnh bợ nữa. Mau đưa con anh ra ngoài đi, cơm sắp xong rồi. Đi nào, ra ngoài chơi với em nào. Không phải anh nịnh bợ em thực sự giỏi mà. Em xem, em học được cách đốt lò nhanh như vậy, còn biết kéo bể nữa. Không đơn giản, thật sự không đơn giản. Anh đang mắng em ư? Công việc nguyên thủy như vậy em còn không học nổi hay sao?
Em còn không bằng người nhà quê à? Em đừng vội động một tí là người nhà quê. Người nhà quê làm sao? Chọc giận em hay sao mà em nói vậy? Đúng rồi, anh không nói thì em quên mất. Nhà bên cạnh là nhà ai vậy? Nhà chủ nhiệm Vương, sao thế? Chủ nhiệm gì? Cán bộ cấp nào? Chủ nhiệm phòng chính trị, cán bộ cấp sư đoàn. Em hỏi làm gì? Em thấy kỳ lạ thật. Cán bộ các anh sao toàn lấy vợ kiểu đó thế? Kiểu gì? Kiểu Vương Tú Nga ấy. Anh làm gì thế? Sau này em nói năng chú ý một chút được không? Anh nói với em bao nhiêu lần rồi? Nếu không có Vương Tú Nga thì hôm nay có An Kiệt ngồi kéo bể ở đây hay không? Anh nghĩ là em muốn kéo bể à? Kéo bể thì có gì hay ho? Kéo bể thì có gì không tốt? Còn hơn là phải chết. Anh nói ai chết? Nếu không có Vương Tú Nga, em có sống được đến hôm nay không? Khó sinh chẳng khiến em mất mạng à?